Cô Thủy xin chào các bạn. Cảm <laughs> Cô cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ học phát triển form áo vest 10 mảnh dựa trên form áo vest 8 mảnh. À, đây là form áo vest mà sử dụng nhiều cho những khách hàng có dáng hơi mập à, vì chúng ta bố cục phần thân ra nhiều mảnh hơn và chúng ta sẽ biết để vị trí ly ở những vị trí còn eo của khách. À, chính vì thế à, để các bạn hiểu được cái phần áo vest form 10 mảnh này hay còn gọi là form áo vest dành cho những chị em mà có dáng hơi mũm mĩm một tí thì xin mời các anh chị và các bạn sẽ cùng nhìn lên bảng để xem cô hướng dẫn. Và hiện tại thì các bạn cũng đang có một số các tài liệu cô phát là những cái phần form áo vest 10 mảnh được chia ra để bố cục phần thân. thì các bạn cũng sẽ nhìn trên đó và xem cô hướng dẫn trên bảng và chúng ta sẽ điền lại. đó. À đây ạ. À. À bên này của chúng ta là form áo vest 8 mảnh. thì à bây giờ cô sẽ tô lại một chút cho nó hơi đậm lên để cho các bạn nhìn được rõ hơn. À đây đây là phong tám mảnh phong uh, tám mảnh của chúng ta thì đang có là như thế này uh, để cô tô lại nhá đó đây và phần này của chúng ta là phần cổ hai uh, ve. và có hai um, hàng có hai khuy đó và thân tám mảnh của chúng ta thì sẽ có một đường bổ mảnh ở chỗ nách này đi xuống chỗ nách này đi xuống đó và đã nói đến phần thân tám mảnh thì à, bao giờ chúng ta cũng sẽ phải đóng cái phần ly ben này lại cho nên là chúng ta sẽ chỉ có hai bên cách rời ra thôi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần ly cổ này thì phần ly cổ này chúng ta cũng đã được cô hướng dẫn về một số các kỹ thuật để xử lý khi áo của các bạn không có ly cổ. Và cô sẽ tô lại những cái phần chính như thế này. Đó. Các bạn nhìn có rõ không ạ? À? các bạn nhìn đó, rõ không ạ ok để có tô đậm lên một chút xíu nữa để chúng ta nhìn rõ hơn đó đây là tám mảnh đó đây. đây là phần dao vạt và áo này của chúng ta thì chỉ có hai khuy và dao khuy ở đây của chúng ta chỉ có hai sen thôi chỉ có hai sen chút nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn sang những cái phần vạt áo mà được giao bên nhau có hai hàng khuy thì để các bạn hiểu được cái phần áo mà có hai hàng khuy thì chúng ta cứ nhìn lại cái phần áo tám mảnh của chúng ta một hàng khuy trước vì áo một hàng khuy của chúng ta thì chỉ có giao khuy có hai sen và đường cắt mảnh của chúng ta thì sẽ được cắt rời ra ở bên cúp sườn này một mảnh và bên này một mảnh nữa là hai mảnh đó thì thân trước chúng ta gồm có tổng hai bên là bốn và tổng thân sau là bốn thì gọi là tám mảnh À, và cái thân áo này thì cô đã hướng dẫn các bạn qua rất là nhiều các video Và chúng ta đã có được một bộ khuôn dập à, Đây chính là cái bộ khuôn dập mà chúng ta đã được cô hướng dẫn Đây à, Đây chính là cái bộ khuôn dập của áo tám mảnh mà các bạn đã được cô hướng dẫn ở các video trước Các bạn đã hiểu chưa ạ Đó, thì đây là áo tám mảnh và có hai khuy Thế thì bây giờ chúng ta phát triển sang áo nhiều mảnh hơn à, Giống như cô đang cầm ở trên tay ở đây thì các bạn thấy là cái phần mảnh này của cô ở phần thân trước này cô sẽ tách cái phần thân trước này của chúng ta ra thêm một mảnh nữa ví dụ như các bạn đang nhìn thấy đây thì cô sẽ có một mảnh bé ở bên sườn và có một đường ly chiết ở đây À, nhưng tại sao trong trường hợp này cô đang để nguyên cái phần bài này để các bạn nhìn tổng thể nhưng mà đến khi mà vào thực tế ấy, thì các bạn hạn chế sử dụng cái phần ly mà kết thúc ở đây vì khi mà chúng ta cắt những cái áo vest mặc ly kết thúc ở đây á thì chỉ dành cho những cái áo dáng suông hoặc là cái dáng mà khối ngực nhỏ thôi à, vì quá trình mà chúng ta tạo cái ly cố định ở đến đây mà dừng ấy thì khi chúng ta mặc hoặc chúng ta là nó hay bị phùng ở đây, nó sẽ có nhiều những cái lỗi mà rất khó để xử lý. Cho nên là nếu trong trường hợp mà chúng ta bổ mảnh như thế này thì các đường mảnh này của cô sẽ cắt rời ra một là sẽ đi lên trên cổ, hai là sẽ đi lên trên vai để tạo thành uh, thêm một mảnh nữa. Vậy là tổng thân trước của chúng ta mỗi bên ba mảnh và hai bên sáu mảnh cộng với đằng sau bốn mảnh là 10 mảnh. Đấy, các bạn hiểu cô không ạ? Vì có rất nhiều những cái sản phẩm á, mà chúng ta chỉ kết thúc cái ly đến đây thôi á Thì khi mà các bạn là hoặc là lỡ khách mặc mà bị bùng á Thì rất khó xử lý Cho nên các bạn nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn cắt nhiều mảnh Thì cái đường cắt đi qua đỉnh ngược này nên cắt rời ra Một là rời lên trên vai, hai là rời lên nách Đấy, nhưng mà cô chưa cắt vì cô để nguyên thế này để cho các bạn nhìn hình cho nó đỡ bị dối đó thế thì uh, chúng ta sẽ dựa trên cái phần uh, form a tám mảnh này để chúng ta chia như thế nào để chúng ta có được cái phần thân như cô đang cầm ở tay đây với uh, trường hợp là có hai hàng khuy hai bên thì không biết cái giấy xi măng này các bạn nhìn có rõ không đấy thì tí nữa các bạn sẽ được nhìn ở trên bảng đây thì cô sẽ vẽ sẽ rõ hơn.